Các bạn bây giờ thì mình review cái thác Bản Dốc để cho các bạn biết nha. Hành trình gần 3 tiếng đồng hồ từ thành phố Cao Bằng thì tôi đã đến với lại thác Bản Dốc, xem cái vị trí thác rất là đẹp. Đây là một trong 10 thác đẹp nhất thế giới nha các bạn ha. Và nó là được sở hữu bởi một phần của Việt Nam và một phần của Trung Quốc. Hôm nay thì ngày mùng 7 Tết nên thử là khách rất là đông. Xe 2 nối luôn vào hàng. Hello. Đấy chị chào kiểu hoa hậu. Hoa hậu, hoa hậu. Đấy mà chào kiểu hoa hậu. Vô được kiểu hoa hậu. Thái hoàng, thái hậu. Đây, đến đây là hết nhá. Còn chị Diên Trang. Đây, từ cộng với thì họ cũng bày trí rất là đẹp ha. Những cái địa điểm tham quan du lịch của tỉnh Cao Bằng đó là động ngườm ngao. Đây, đây là Trung Quốc, họ đang làm một địa điểm tham quan cạnh với thác Bản Dốc ha. Và bên trên đó, chúng ta nhìn lên bên trên này, đó, bên trên này người ta làm cầu kính ha, cầu kính ha. Đây là cái cầu. Cắp tới trường ta. Vàng qua đường ta ta quý. Qua, chúng ta đã nhìn thấy vẻ đẹp của thác Bản Dốc. Điều đặc biệt và chúng ta nhất thấy nhất là nhiều cái đảo nó rất là đẹp. Thác Bản Dốc và chúng ta thấy hàng rào Trung Quốc hơn 1.000 km khắp biên giới của Trung. Nó có một cái chính đó, chính đi chân này. Và ký chính thức đầy đủ vào năm 2001. Thì lấy chính giữa dòng sông chúng ta đang nhìn thấy đây, đây là dòng sông Quây Sơn. Việt Nam gọi là dòng sông Quây Sơn, còn Trung Quốc là dòng sông Quý Sơn, kể phân biệt biên giới Việt Nam Trung Quốc. Và thực ra là nếu như đi được từ cái dòng thác khu vực lên trên kìa, nó có một cái u tên là u Bò Tấu. Và ngược lên nữa đó là cái mốc 53. Cái mốc 53 là do người Pháp và nhà Thanh cắm, thì lấy đó làm căn cứ để phân chia và chia đôi dòng thác này.
Và khi mà chúng ta hoàn thiện toàn bộ những cái bộ phụ lục để về nguyên tắc ứng xử và sử dụng khai thác các bản dốc đấy, thì năm 2008 chúng ta hoàn thành đấy, thì người ta quy định là dòng sông này là và dòng thác này là sử dụng chung với hai tên gọi là sông Quây Sơn và thác bản dốc đấy là Việt Nam và thác bản quy bản ước Thiên Đức bản ước và sông Quy Sơn của Trung Quốc. Và cả hai bên đều được cho du khách sử dụng những cái chiếc thuyền này này đi sát sang bờ của nhau, nhưng tuyệt đối không được xâm phạm và bước lên bờ phần đất liền của các quốc gia đó, để coi đó là hành vi xâm phạm lãnh thổ. Thứ hai nữa là cái dòng sông này này, cái việc bằng ở hai bên là cả hai cái cột mốc bằng 836, bên Trung Quốc đánh số 1 và chúng ta đánh số 2 đó. Thế và cái hệ thống bằng cái hệ thống cái dòng sông này này, thì xin thưa là bằng người ta có một cái điều rất là quan trọng khác nữa, đó là tuyệt đối không thay đổi định dạng và hiện trạng của nó. Thế nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ Việt Nam chúng ta thì xây dựng, thực ra thì sau đó thì cách đây khoảng 4 năm thì do cái quá trình mà ký kết hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây thì họ đã đồng ý là chúng ta sẽ xây dựng và họ để cải tạo nhưng không xâm phạm và ảnh hưởng đến cái thực nước chúng ta làm đường đi trên này. Sử luôn. Nước lúc đó là nó tràn đến tận cái ngang cái thân cái bụi tre kia kìa nhà mình rồi. Nó cao đến mức độ mà nước lũ nó dâng khoảng lên khoảng 7 mét. Thì sau cái trận lũ nó quét qua thì hình thành cái cụ cát này, và cái cụ cát đó nó đang đổ dòng, nó thay đổi dòng và chuyển dòng theo cái hướng. Bên này là bên bồi và bên kia là bên lở. Đó là cái điểm đặc biệt. Ý của em là sau này là bên rộng thêm đường tí. Đúng rồi. Hiện trạng thì ở đây thì nó có hai cái thác, đó là thác Bản Dốc, còn đây là thác Tiên. Thì cái phần thác Tiên này là hoàn toàn của Việt Nam mình nhé, hoàn toàn là của Việt Nam. Thế thì sau đây thì xin mời anh chị chúng ta quan hình chụp hình tập thể này. Sau khi chụp hình tập thể xong, ai muốn lên thuyền để chúng ta có thể đi xuống dòng sông và đi sát vào thác giống như chiếc thuyền kia kìa, thì chúng ta bỏ ra 50.000 một người chúng ta lên thuyền. Các bạn. Ok. Rồi xin mời. Hãy. Ông ơi, chị ơi.